Anh Đen xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Dạ, cầu mong mọi người luôn được bình an và khỏe mạnh để vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Sau đây thì em xin trình bày trích đoạn trong vở tuồng Đêm Lạnh Chùa Quan của soạn giả Yên Lan. Mong mọi người xem video và ủng hộ Thanh Tiền nha. Yeah.